Phương Vi xin kính chào quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang có mặt trên kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê. Ngày hôm nay Phương Vi đã quay trở lại để chia sẻ một số nội dung về vấn đề chia đất trong gia đình. Cụ thể trên tay Phương Vi đây là câu hỏi của anh Nguyễn Trường với nội dung như sau. Khi còn sống, cha mẹ nhiều lần nói mảnh đất gia đình đang ở sẽ cho tôi, song không lập di chúc, nhưng có chú bác trong họ chứng kiến. Nhưng giờ khi cha mẹ đã mất thì anh trai tôi lại đòi chia đất. Cho hỏi pháp luật có giải quyết vấn đề mà tôi đang gặp phải hay không? Với câu hỏi của anh Trường, kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê có một vài chia sẻ đến anh. Di chúc được lập bằng lời nói hay thường được gọi là di chúc miệng, khó được công nhận bởi theo Điều 629 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định nó chỉ được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 3 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Do đó, lời nói của bố mẹ anh lúc còn sống không phải di chúc. Nếu các cụ nhắc lại việc cho anh mảnh đất trước khi mất 3 tháng, sự việc người làm chứng ghi chép lại, mang đi công chứng hoặc chứng thực trong thời gian theo quy định pháp luật, được công nhận là di chúc hợp pháp. Nếu anh Trường không thể đáp ứng được các điều kiện trên, anh Trường phải cần thu thập tài liệu, chứng minh việc cho nhà, đất của cha mẹ dành cho anh để gửi cho anh trai cùng bàn bạc lại hoặc gửi lên tòa án làm cơ sở giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai. Đồng thời, anh nên tìm họ hàng chứng kiến cha mẹ từng nhiều lần thống nhất cho anh được sở hữu căn nhà và đất hiện tại, đề nghị họ lập biên bản xác nhận. Để đảm bảo tình cảm anh em trong gia đình, anh Trường và anh trai nên ngồi lại với nhau để bàn bạc về vấn đề phân chia đất của cha mẹ để lại. Việc phân chia này cần đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các bên, đồng thời nên có sự chứng kiến của họ hàng trong gia đình. Ví dụ, một trong những cách giải quyết dành cho anh Trường đó là anh Trường có thể thương lượng với anh trai, chấp nhận trả một khoản tiền nếu có thể giữ nguyên vẹn tài sản của mình. Khi đó, các bên phải làm văn bản thống nhất không tranh chấp và anh Trường cần chuyển sổ đỏ sang tên mình sớm nhất. Trong trường hợp anh Trường và anh trai không thống nhất được với nhau, thì các tài liệu của anh Trường đã thu nhập về cha mẹ để lại đất này sẽ là căn cứ để trình bày trước tòa án, nên nhờ họ hàng làm chứng khi hầu tòa nhằm chứng minh bố mẹ có ý cho mỗi người một mảnh đất. Sau đó, có kết quả giải quyết của tòa án, thì phần nhà đất của cha mẹ để lại sẽ được quản lý, sử dụng hoặc phân chia theo bản án của tòa án. Hy vọng là những nội dung Phương Vi vừa mới chia sẻ trên kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê có thể giải đáp thắc mắc của anh Trường cũng như những thắc mắc của quý cô chú, anh chị và các bạn đang gặp phải vấn đề. Đến đây thì video xin được phép kết thúc. Kính mong quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn có thể like, chia sẻ, cho ý kiến, bình luận để kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê có thể phát triển hơn nữa. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.